Xin chào cả nhà nha. Trước màn hình đó là cái chòi của chú Minh với cô Dung cả nhà. Cô Dung, không biết tại sao mà hôm nay gia đình lại chia cách nhau vậy nha. Bên đây là Nhi với Kiệt đang ở bên đây. Mình xuống mình hỏi nha, thấy chị Nhi có nhà, Kiệt đang nằm ở trong đó kìa. Hôm trước thì cả nhà thấy chỗ đó đó là cô Dung với chú Minh ở. Không biết lý do tại sao mà hôm nay thì qua bên kia rồi. Làm gì chị Nhi? Hả? Làm gì vậy? Dọn dẹp con cá gì của nó nè. Mới làm vậy hả? Ừ. Ủa sao chúng? Rồi, hơi bực bội. Sao chú Minh bên kia rồi? Hả? Đuổi ông hay gì vậy? Mày nói ra ra chị má cho tao mày. Có đuổi không? Ông đi rồi đó. Tao mà làm gì có quyền đuổi. Sao à? Có cự cãi gì không? Tao cự cãi gì? Trời ơi. Mỗi người mỗi nơi hả? Sao không cho ở đây cho ấm cúng? Cái gì tao cũng đưa cho hết trơn rồi, ở không ở là quyền, tao biết sao giờ. Gì hả? Giờ hỏi mày nè, gạo thóc ở nhà cũng hết. Ừ. Cái gì cũng một tay chị. Rồi. Mà tới lúc mà gạo bả, ông bả có 1 ký, 2 ký thì ông bả ăn xong rồi, tao mà bới vô chén cơm là chửi tao như điên vậy. Ồ, vậy đó hả? Ừ. Rồi đồ ăn em thấy chị cũng thường làm đồ ăn mà. Gì đó. Chửi tao như con điên vậy. Rồi. Qua bển là tự cô chú nấu cơm ăn hả hay là qua đây? Ai biết. Đi mấy ngày rồi? Mới hôm qua, rất chiều tối vậy à. Rồi lúc mà đi cứ cự cãi vậy không? Không. Ôn chuyện đâu có con khô bự với anh kìa. Trời ơi, chỉ muốn mà chạy đó. Mới làm vậy đó hả? Ừ. Ta mới... hỏi em nè. Chị cũng thường hay nói bả nói giờ á, cha mẹ ở nhà không làm gì á, ừ. Con đi xin về á. Thì dọn vệ trình cho con đi. Ừ. Rồi con cho tiền ông bà. Chị nói vậy là có sai gì không? Cũng đúng mà. Ừ. Mỗi người ta gì đó, chị kiếm tiền thì ở nhà thì phụ dọn dẹp. Kiếm tiền không mua gạo thóc gì về ăn. Không phụ gì hết trơn. Trời ơi. Còn chửi chị như điên nữa. Chửi luôn hả? Chửi. Ai chửi? Bả. Trời ơi, cô Dung sao chị chấp nhất cô Dung được. Ủa? Sao? Rồi nhầm khi mấy đứa lại quay. Rồi chị chồng chị tha lên chị tắt á, chị thấy mẹ chồng chị. Thì mẹ chồng chị đẹp thì chị phải thấy con đẹp rồi. Rồi á, có cái chị kia bả lại đây, bả chơi. Trời ơi, tóc lên chuỗi người ta đuổi người ta về mẹ ơi. Cô Dung hả? À. Trời ơi, cô Dung mà chị. Nữa. Vậy thôi nếu mà em nói vậy thôi. Ủa chị sao không chùi cái tay đi. Không có, chị nghĩ là chị nghĩ nói à. Thôi nếu em nói vậy thôi chị xin cạn lời. Rồi thôi nấu cơm mà cũng cho bà ăn miếng đi chứ. Ủa? Vậy đâu có cấm thôi em. Vậy hả? Nhưng mà bà chê. Không thích ăn đồ ăn của chị hả? Bà thấy đồ ăn của chị đồ đồ ăn xinh nhưng mà bà ơi, cô Dung nói gì kỳ à. Đồ của chị toàn đồ xinh thôi mà. Phải đồ ăn là phải đồ ngon mới ăn. Bữa nay là món gì đây? Kho với mớ xào của Kiệu. Cái này mình có cái chai xịt mũi ha, mình xịt cho nó không thôi là cái gì gùi đó. Đùi nước rán gùi mà đón hoài không thấy nè. Mình mua cái gì ta? Cái gì mũi nè. Gùi. Không phải, rán gùi là cũng được nhưng mà cái gì nhân mũi á. Nhân mũi nó cũng bay nữa. Nhân mũi mình hả? Ừ. Ok, ăn được. Rồi chị hỏi mày nè. Cái cây chị nó bả lại. Bả mua cho chị dưa hấu á. Thì đương nhiên chị thì nói chung là mấy đứa lại là cũng vì chị phải không? Rồi cái chị đó lại là cũng vì chị. Cái áo là gì vậy? Nữa hả? Rồi, nó bị hoài vậy đó. Rồi chị đó lại là giúp mình hay sao? Chị mua cho chị bao gạo 50 kg. Gạo đang thấy đâu còn đó. Rồi không, chưa. Chưa. Thấy nha, bả móc tiền ra bả tính cho chị. Rồi bà này tóc lên bả chửi người ta bả đuổi người ta về. Bà nói thằng này nè, chồng chị nói em nghe. Chị thì chị ba cái quá khứ là chị không tính tới. Quá khứ bỏ qua ha. Cho dù ông này có 10 con vợ hay là 100 con vợ hay là bao nhiêu á, chị không quan tâm, chị chỉ quan tâm hiện tại và hai đứa sống thôi. Rồi bà lôi chuyện này chuyện nọ ra bà chửi. Rồi bà hô thằng này không phải là con của bà, là con của bà vợ trước. Chị đó là công nhận rồi. Thì cái đó đâu, cô Dung đâu phải cha ông Kiệt đâu. Đâu phải mẹ.
Ủa đâu, đâu phải mẹ anh Kiệt. Ai cũng biết mà. À, mà bà la lên bà nói tôi không phải là con dâu, bà không phải là mẹ chồng tôi. Bà mới lên đây hai mẹ con nói chuyện thân thiết từ nay. Tôi cũng không biết nữa. Rồi ngày hôm qua là không ăn cơm luôn, đi luôn đấy ha. Bà có ăn. Ăn cũng được mà. Hay là cô muốn lên trên đó không, không ăn rồi hả? Cô muốn lên trên đó thoải mái rồi tới chừng nào tới dạng cô xuống đây ta? Ngồi cái đó là không biết. Cái thằng nhà tôi ngộ lắm ơi. Chứ ông bả tôi hiểu. Ví dụ muốn ăn là xuống phụ. Phụ làm, còn không ăn là nhìn chơi chứ. Cái đó cũng phải mà chị Nhi. Đó cũng phải mà. Chị làm dâu thì chị làm đồ ăn cho ba chồng, mẹ chồng. Ủa? Là những cái lúc đó chị kêu á làm cái gì cũng tiết kiệm lại. Ủa có gì đâu mà giận chị? Kêu tiết kiệm lại nè. Dọn dẹp nhà cửa tiếp anh chị lo ở ngoài ha. Rồi chị cho về chị cho tiền nữa. Mà đằng này giận chị là giận chỗ nào? Chị có nặng lời gì với mẹ chồng không? Tao mà có nặng lời á tôi tiền. Ôi đừng vậy không được. Chị tao chưa hề tao cho tao nè. Mày biết chị rồi. Chị đi rồi, chị ai lo trong Kiệt. Nhưng mà tao thầy á, mày hiểu rồi đó. Mày thấy từ nào giờ tao có hỗn hào gì không? Tao biết cái miệng tao hỗn, cái tâm tao tốt. Vậy đó. Tốt thiệt không? Quá tốt. Sáng giờ đi làm mà tao cho đồ ăn nhiều dữ vậy chị Nhi? Cho đồ mua đấy. Ăn sao hết? Mua. Rồi rau thì củ thì người ta cho. Còn cá thì cá này từ hôm qua lận. Nhưng mà mới chồng chị mặn rồi chị lấy mua, chồng chị lấy muối ốp lại á. Cá hôm qua giờ thấy nó hơi ấy rồi đó, sao tao mua tủ lạnh tao để đi. Ủa lộn cái gì cái thùng đá ốp đó. Có mà do hồi đợt đó giông gió quá bay mất tiêu rồi. Mua đá mấy ngàn đá để vô nốt rồi ăn cho nó ngon tươi. Không cá này hôm qua mặn rồi cái đầu ốp muối rồi. Cũng được ha. Thịt cũng vậy nữa, em mua ví dụ như ai cho em nhiều quá thì em có cái keo á, một lớp muối một lớp thịt, lớp muối lớp thịt vậy là nó không bao giờ nó hư. Em thấy hồi chị Nhi làm đồ ăn xong chị mời ba mẹ ăn đi chị Nhi ơi, cũng lớn tuổi hết rồi đừng có buồn mấy chuyện đó chị công. Đâu có Dung? Dung đâu hả? Dạ. Giờ biết gì hả? Xuống lấy gì vậy?